Hai vợ chồng mất kết nối, mẹ chồng sai, chồng biết nhưng cũng luôn im lặng. Chứng kiến bố mẹ cãi nhau, viết đơn ly hôn, bố mẹ có sự thiên vị giữa các thành viên trong gia đình. Khi lớn trưởng thành, hy sinh tất cả những gì bản thân muốn, ước mơ để quay trở về hàn gắn vết nứt trong gia đình giữa bố mẹ. Mất 5 năm gia đình sống như địa ngục. Đến giờ bản thân luôn cảm thấy mình không được tôn trọng, yêu thương. Cứ hễ nói gì là bố mẹ, chị em trong gia đình không trân trọng, đồng cảm. Trong cuộc sống, luôn phải tự mình gánh vác những tổn thương không thể chia sẻ với ai. Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ và gia đình của mình. Gia đình của chúng ta, hạnh phúc hay cãi cọ, sẽ luôn luôn có một tầm ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Nhưng chúng ta là người được chọn có sống như họ hay không, hay sẽ sống khác họ đi. Và chúng ta cũng là người được chọn có để cho họ có ảnh hưởng tiêu cực đến mình hay là không. Và đó là thứ mình có thể chọn được. Còn đến giờ bản thân mà cảm thấy không được tôn trọng, yêu thương, cứ hễ nói gì là bố mẹ, chị em trong gia đình lại không trân trọng tình cảm là bởi vì sao? Bởi vì mỗi khi mình làm, mỗi khi mình nói hay thậm chí là mỗi khi mình nghĩ, mình đã đặt cái tâm của mình vào bên ngoài mình chứ không phải vào bên trong mình. Thế nên chỉ cần họ nói gì hay họ có động tĩnh gì hay họ có ánh mắt gì là nó ảnh hưởng đến mình ngay. Còn nếu như mình đặt cái điều đó, mỗi một hành động, mỗi một lời nói của mình vào bên trong mình, à mình nói ra điều này có đủ chân thành hay không, có phải là sự thật không, có tử tế hay không, có giúp ích được cho ai hay không. Nếu như mình chỉ cần đặt cái đó vào mình thôi và mình trả lời là yes, có, thì lúc đó những ánh mắt, những thái độ, những phản ứng ở bên ngoài mình đã không còn quan tâm nhiều nữa. Vậy thì vấn đề nó không đến từ họ mà nó đến từ chính cái kẹt của mình họ. Và nó đến từ việc chúng ta quên mất việc đặt trọng tâm cuộc đời của mình vào chính mình. Em lấy chồng được gần 2 năm, chồng từ bé tới lớn, chỉ biết ăn học, không phải làm bất kể thứ gì. Khi lấy em, bản thân cũng một mình gánh vác mọi thứ, từ kinh tế đến việc chăm lo con cái tới gia đình hai bên. Quá tuyệt vời! Đây là một điều rất tuyệt vời, không có gì phải phàn nàn cả. Khi mình lập gia đình rồi, mình vẫn độc lập gánh vác được mọi thứ, từ kinh tế đến nội ngoại đến con cái. Bao nhiêu các bạn thấy đó là một điều rất tuyệt vời. Thế nên sự thật là nó tuyệt vời đúng không? Nên chúng ta đừng có phàn nàn với nó. Chẳng lẽ chúng ta thích, chúng ta không kiếm ra tiền còn đâu để cho cuộc đời của mình trôi theo ai thì trôi đó. Chúng ta đang có được cái quyền tự chủ đấy, phải thấy hạnh phúc với nó. Bố mẹ chồng không quan tâm, mẹ chồng luôn đặt điều kể xấu. Kể xấu với cơ quan, bản thân em phải ở với bố mẹ đẻ. Mà ở với bố mẹ đẻ thì lại cứ hễ nói gì là bố mẹ lại không trân trọng. Cái này là chẳng lẽ bố mẹ đẻ với bố mẹ chồng cũng giống nhau luôn, đều nói xấu mình, đều đặt điều mình, đều không trân trọng những cái gì mình nói? Không phải, tại vì tâm của mình đang đặt ra bên ngoài quá nhiều. Và đôi khi bởi vì mình không có khả năng phiên dịch ngôn ngữ thôi. Bởi vì đôi khi chúng ta có bao giờ nghĩ một đằng nói một nẻo không? Có đúng không? Ví dụ như là chúng ta nói rằng anh ơi, em nấu cơm rồi, em rất muốn anh về ăn cơm với em cho vui. Đấy là cái trong đầu chúng ta nghĩ đúng không? Nhưng thường chúng ta lại nói ra bên ngoài là gì? Đi đâu, mấy giờ về? Có không? Có khi những lúc chúng ta cãi nhau, chúng ta nằm với nhau, trong đầu chúng ta nghĩ gì? Ôi ước gì mà mình được ôm anh ấy nhỉ? Nhưng mà thái độ của chúng ta là gì? Cứ mỗi một lúc lại nằm sát hơn vào tường, mặt mỗi lúc lại quay nhiều hơn vào phía tường. Và lúc đấy cứ ngồi trong nghĩ ước gì lúc này anh quay sang và ôm nhỉ. Thế có phải là chúng ta nghĩ một kiểu và chúng ta hành động một kiểu? Vậy thì đôi khi người khác cũng thế. Đôi khi những thứ mà mẹ chồng mình nói, ví dụ cái gì mà nuôi con để cho nó béo như thế này, không biết là bây giờ béo phì tiểu đường nhiều lắm hả, không biết nuôi con gì hết. Hoặc có người khác thì lại, sao lại để cho con gầy thế này, mẹ thì béo lú ra thế kia mà con thì như cái que. Và lúc đó mình lại nói xấu mình, lại chỉ trích mình không thích. Nhưng đôi khi trong đầu bà lúc đấy nghĩ rằng ồ, mẹ rất là thương con và cũng rất là thương cháu, nên mẹ muốn nó phát triển, có sức khỏe tốt. Có khi nào là thế không?
có đấy chứ. Hoặc kể cả mẹ mình cũng thế thôi. Vậy thì mình thử học cách phiên dịch lại xem. Họ nói là việc của họ, mình nghĩ thế nào là việc của mình mà. Có bạn nào thấy rằng ai nói gì là việc của họ nhưng mình nghĩ như nào là việc của mình? Vậy thì quyền của mình là mình được chọn cái mà mình nghĩ. Vậy các bạn chọn cái gì? Các bạn chọn nghĩ theo một chiều hướng tưởng tượng tiêu cực và phóng đại, hay các bạn chọn nghĩ đơn giản hóa những thứ phức tạp? Và cái gì thì để kệ nó ở đấy. Và Tây An là nghĩ theo hướng thứ hai đó. Và Tây An thấy cuộc đời mình lúc nào cũng tươi hết. Mặc dù không phải là Tây An không đón nhận những sự chỉ trích đâu nha. Càng nổi tiếng thì càng có nhiều sự chỉ trích. Nhưng mà Tây An biết chọn những cái gì để mình nghĩ. Và mình biết mình là ai, mình đang làm gì. Hai vợ chồng mất kết nối, mẹ chồng sai, chồng biết nhưng cũng luôn im lặng. Tại vì không có sai và đúng. Nếu như mình nghĩ người khác là sai thì mình cũng chưa đúng đâu. Luôn im lặng kể cả khi vợ khóc rất nhiều, tại vì đàn ông sợ nhất là phụ nữ khóc, và cũng ghét nhất là phụ nữ khóc. Và họ sẽ thích phụ nữ cười, tươi, bình an, hạnh phúc. Tuy An cũng đã từng chơi cái trò khóc với chồng mình rồi, không có tác dụng. Một, ông ấy không biết dỗ. Hai, ông ấy nghĩ thế mà cũng khóc, phiền. Vậy việc của mình là gì? Đừng khóc nữa. Mình thấy mình khóc mà ông không biết dỗ, ông im lặng, thì mình biết rằng à thôi, nếu mình thích thì mình cứ khóc. Nhưng mà ông ấy im lặng cũng là cách hay. Ông ấy đang dạy mình bài học của sự im lặng. Và mình khóc chán thì mình cũng phải tự cười. Và mình cũng biết được rằng khi mình khóc thì chưa chắc người ta đã dỗ, nhưng nếu như mình cười tươi á thì cái tỷ lệ người ta cười lại với mình sẽ cao hơn. Các bạn về thử đi. Bây giờ mình về nhà, mình cứ nhìn thẳng vào mặt chồng, xong mình cười rất là tươi. Không nói gì cả, mình cười thôi. Hôm nay thà này bị thần kinh nhỉ, bị làm sao ấy. Buồn cười thế. Rồi mình cũng không nói gì, mình cười thôi. Xong rồi kiểu gì ông ấy cũng cười lại. Có khi ông bảo mình dở hơi nhưng ông vẫn thấy rất vui và ông thích như thế. Ở đây cũng có một vài người đàn ông, có bao nhiêu người không thích người ta khóc nhưng mà cứ người ta cười mình cũng thấy vui. Em không thích hả? Em thích nhìn phụ nữ khóc hả? Hay em thích khóc hay thích cười? Em thích khóc hay thích cười? Đúng rồi. Mình cũng thế mà. Nên là phải cười thôi. Bản thân bạn bảo là đang phải gồng mình sống. Đừng gồng mình sống nữa nha. Sau buổi hôm nay, hãy thư giãn thảnh thơi mà sống. Chúng ta không cần phải gồng mình để sống, nó rất là mệt. Và người mệt nhất là chúng ta. Chúng ta chỉ cần xoay chuyển cái góc nhìn của mình, xoay chuyển thái độ của mình. Hãy thảnh thơi mà sống. Hãy biết yêu thương và biết lo lắng cho cái bản thân này. Mỗi một lúc mà chúng ta thấy mệt mỏi, chúng ta có thể trở thành một vị khách trong căn nhà đó. Như sáng nay chúng ta nói chuyện, không cần dọn nhà, không cần tắm cho con, chúng ta có thể dành cho mình một vài phút nghỉ ngơi. Nhưng mà ai nói sao lại nằm ướn ra đấy vậy, con mệt lắm, hôm nay con sẽ không có năng lực làm những chuyện đó. Có thể người ta sẽ nói tiếp vài câu, lúc nào cũng kêu mệt, ngày xưa tôi trông bao nhiêu đứa con thì tôi có mệt đâu. Vâng, đấy là mẹ, còn con rất mệt. Thế thôi, easy, và đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Đừng cố để ngủ. Cố để ngủ không bao giờ ngủ được hết đấy. Giống như trưa nay tôi ăn hỏi các bạn ngủ được không không. Một là đang nói chuyện, hai là nằm rồi, nhưng cứ cố để ngủ thì lại không ngủ được. Nhưng cứ lúc nào bạn thư giãn, hãy biến nó thành một cái gối thật êm ái, một cái đệm thật êm ái, thì tự nhiên mình lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Còn đâu cái gì cứ cố để làm thì càng không được. Giống như cố để sống, gồng mình để sống sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Nên chúc cho bạn là đừng gồng mình để sống nữa. Hãy thả lòng mình để sống. Hãy dễ thở hơn với chính mình, tử tế hơn với chính mình, và bạn sẽ thấy những người xung quanh cũng dần dần mở hơn với bạn, dễ thở hơn với bạn. Ngày xưa mẹ chồng Tuệ An rất ghét Tuệ An ở cái chỗ là dậy muộn. Và mẹ chồng thì lại thường xuyên giặt quần áo và phơi quần áo vào buổi sáng. Thế nên là cứ giặt quần áo xong khoảng 5 giờ, 6 giờ sáng là sẽ giục dậy để phơi. Có những lúc mà mới thôi thì Tuệ An cũng cố gồng mình dậy để phơi, hoặc là đá đít ông kia dậy để phơi. Nhưng mà đến một lúc khác thì Tuệ An bảo mẹ ơi cứ để đấy đi, lát con phơi, bây giờ con ngủ đã. Bảo sao giờ này vẫn còn chưa dậy? Tại vì con mệt đêm con thức khuya mà. Nhưng
nhưng mà với một thái độ rất bình thản và cũng không suy diễn nữa. Và cuối cùng là kệ thôi, đến lúc sau mình dậy mình sẽ thôi, và mối quan hệ vẫn tốt đẹp được. Còn nếu mình cố gắng mình gồng mình đi làm, mình rất khó chịu, mình rất bực dọc. Và lần sau mình cứ nhìn thấy là mình đã khó chịu. Hãy thay đổi thái độ. Hãy thay đổi thái độ. Nếu mình thấy cái gì xung quanh mình cũng tệ, hãy thay đổi thái độ phản ứng của bạn. Quả thật, trên cuộc đời này không có bất kỳ một con đường nào dài đầy hoa hồng để dẫn lối bạn đến sự hạnh phúc và thành công. Mà trên con đường đó sẽ có rất nhiều chướng ngại vật, sẽ có rất nhiều khó khăn, thậm chí là bão giông chỉ chờ đợi bạn bước đến mà thôi. Nhưng rõ ràng bình yên không phải là một trạng thái mà không hề có sóng gió, mà bình yên là khi ở trong biến động, ở trong khủng hoảng, trong bão giông, nhưng bạn vẫn giữ vững được phong độ của mình, bạn vẫn tìm ra những hạnh phúc giản đơn, và bạn vẫn có đủ nội lực và sự vững vàng để vượt qua những khó khăn và biến động đó. Một ngày mới sẽ luôn bắt đầu với rất nhiều những thay đổi, nhưng cuộc đời là thế mà, mọi thứ đều luôn đổi thay theo cách này hoặc cách khác. Và trong những biến động, trong những khó khăn và thử thách, thật ra nó là một điều may mắn để giúp cho chúng ta nhận ra nhiều khía cạnh hơn của cuộc sống. Và nó cũng giúp cho chúng ta nhận ra nhiều điều mình cần thay đổi và phát triển chính mình. Những sự thức tỉnh, những lối rẽ của con người cũng thường diễn ra khi mà con người gặp phải những biến động, những bão giông. Và bạn ạ, nếu như bạn cũng đang sống trong một guồng quay của những thử thách, của những nỗi đau, của những vấn đề mà thậm chí bạn còn không thể gọi tên nổi, mà nếu như bạn muốn tìm cho mình một khoảng lặng, hãy tìm đọc cuốn sách Bình Yên Trong Bão Tố. Bình Yên Trong Bão Tố là một cuốn sách vô cùng đặc biệt. Nó được viết dựa trên câu chuyện của những con người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Đó là những câu chuyện có thật của những con người họ đã từng khổ đau hoặc họ đang ở trong khổ đau, nhưng họ đã tìm cách vượt thoát lên được khổ đau đó, tìm được cách quay trở về với chính những phẩm chất thuần khiết, chính những điều tốt đẹp, bình yên ở bên trong nội tâm của họ. Đó là hành trình lãnh đạo nội tâm của những con người chân chính. Và khi tôi viết những dòng này, khi tôi viết cuốn sách đó, tôi viết từng câu chuyện đó, tôi đã cảm giác có một sự rung động vô cùng lớn và mãnh liệt ở bên trong mình. Và tôi tin một điều chắc chắn rằng bất kể ai đọc những câu chuyện đó cũng sẽ nhìn thấy mình ở đâu đó, và cũng sẽ tìm lại được những tiếng nói chân thật, cũng sẽ tìm lại được những khát vọng để mình có thể vui sống, để mình có thể vượt qua được những khó khăn và thử thách của cuộc đời. Hãy luôn luôn nhớ một điều rằng chúng ta luôn có quyền năng lựa chọn được hạnh phúc, và bình yên trong bão tố sẽ khai phá giúp bạn những cái quyền năng đó, sẽ giúp bạn để bạn có thêm niềm tin hơn vào việc lựa chọn của chính mình từ những câu chuyện rất thật, rất chân thành. Và tôi rất mong muốn được đồng hành cùng với bạn, được gặp gỡ bạn qua cuốn sách Bình Yên Trong Bão Tố.